Các bạn, sáng chủ nhật hôm nay chúng ta lại có dịp đồng hành với nhau, thưa quý vị, và sẽ cùng phiêu lưu mạo hiểm với thí sinh trong các chiếc cặp. Thưa quý vị và các bạn, tất cả đã được sẵn sàng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, Đi tìm ẩn số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Thưa quý vị, đến với chương trình Đi tìm ẩn số, quý vị có dịp khám phá chiếc cặp mà trong đó giá trị của nó lên đến 100 triệu đồng. Và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chuẩn bị gặp gỡ với 26 người đẹp mang theo 26 chiếc cặp, trong đó có 26 ẩn số. Nào, xin mời! Quý vị, đi tìm ẩn số có 26 thí sinh dành cho 26 chiếc cặp, nhưng hiện nay trên hàng ghế của thí sinh chỉ có 21 người. Thế thí sinh còn lại ở đâu? Thưa quý vị, đó là 5 ẩn số đầu tiên của chương trình. Chúng tôi sẽ chọn lựa bất kỳ từ hàng ghế của quý vị khán giả. Nếu số quý vị trùng khớp với số trên màn hình, quý vị sẽ trở thành thí sinh của chương trình. Thưa quý vị, và bây giờ sự chọn lựa đầu tiên đó là 4 khán giả may mắn. Xin mời phòng máy bắt đầu. Chúc mừng khối 4, hàng 4. Như vậy chúng ta đã có 25 thí sinh. Thưa quý vị, tiếp tục tìm thí sinh thứ 26. Xin mời phòng máy. Khối 2, hàng 3 và ghế số 2. Chúc mừng thí sinh thứ 26. Yeah! Chào mừng quý vị, các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, chúng ta đã có đầy đủ 26 thí sinh và họ sẽ phải trải qua 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Cách tính điểm như sau. Thí dụ có 25 thí sinh đáp đúng, 1 thí sinh đáp sai. Như vậy, 25 thí sinh đáp đúng ấy, mỗi người được 1 điểm. Trong trường hợp có 25 thí sinh đáp sai mà một người đáp đúng thì người duy nhất ấy sẽ được 25 điểm. Câu hỏi càng khó, ít người đáp đúng, điểm càng cao. Thưa quý vị, và cuối cùng tổng kết, hai thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng sẽ là hai thí sinh chiến thắng bước vào vòng 2. Bây giờ tất cả đã được sẵn sàng, hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho họ. Câu hỏi thứ nhất như sau. Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới thuộc nước nào? A. Mỹ, B. Canada, C. Anh và D. Pháp. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1872, tên là Yellowstone. Trên 3 bang Wyoming, Idaho, Montana của Mỹ. Như vậy A là đáp án chính xác. Có 4 thí sinh đáp đúng, 22 thí sinh đáp sai. Như vậy, 4 người đáp đúng, mỗi thí sinh được 22 điểm. Thưa quý vị, trong số 4 thí sinh đáp đúng có 2 thí sinh nhanh tay bấm bàn phím sẽ được công bố. Bạn Phước Thành. Vị trí thứ nhì thuộc về bạn Tuấn Hoàng. Câu hỏi số 2. Nhạc giao hưởng là âm nhạc cổ điển. Vậy tên giao hưởng bắt nguồn từ ngôn ngữ nước nào? A. Latin, B. Hy Lạp, C. Đức và D. Nga. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, ý nghĩa của từ giao hưởng symphony bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp, có nghĩa là hòa hợp âm hưởng. Qua thời gian, giao hưởng được dùng để đặt cho các tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng.
B là đáp án chính xác. Có 7 thí sinh đáp đúng và 19 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 19 điểm. Câu hỏi thứ 3. Loài cá nào có thể thở bằng mang và ruột? A. Cá mập. B. Cá voi. C. Cá thờn bơn. Và D. Cá chạch. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, khi thiếu oxy để hô hấp, cá chạch sẽ tạm thời dùng ruột thay mang tiến hành thở. Coi ruột như một cơ quan hô hấp. Ruột của cá chạch thông với hậu môn nên khí oxy sau khi được hấp thụ sẽ được thải vào trong nước qua hậu môn. Như vậy, D là đáp án chính xác. Có 6 thí sinh đáp đúng, 20 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 20 điểm. Và bây giờ câu hỏi thứ 4. Cầu Long Biên được bắc qua sông nào? A. Sông Cầu. B. Sông Hồng. C. Sông Đà. Và D. Sông Đồng Nai. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, cầu Long Biên ở miền Bắc nước ta được khởi công xây dựng năm 1898 tại Hà Nội và hoàn thành sau 4 năm do kiến trúc sư người Pháp. Đó là ông Eiffel thiết kế và được bắc qua sông Hồng. B là đáp án chính xác. Trong số 26 thí sinh, có 8 thí sinh đáp đúng và 18 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 18 điểm. Thưa quý vị, xin được thông báo 4 thứ hạng cao nhất sau 4 câu hỏi. Đó là các thí sinh nào? Xin được chúc mừng thí sinh Thu Lam 38 điểm. Nhì bảng thuộc về bạn Thiên Quốc 38 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về thí sinh Thanh Bình 38 điểm. Và vị trí thứ 4 thuộc về thí sinh Tuệ Mai 38 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, 4 thí sinh bằng điểm nhau nhưng sở dĩ có vị trí khác nhau là vì sự bấm. 4 vị trí ấy sẽ có nhiều thay đổi bởi vì chúng ta còn câu hỏi duy nhất, câu hỏi thứ 5. Thưa quý vị, câu hỏi thứ 5 như sau. Đấu trường Colosseum, đấu trường La Mã có kiến trúc dạng hình gì? A. Hình elip. B. Hình tròn. C. Hình bán nguyệt. Và D. Hình vuông. 5 giây bắt đầu. Colosseum là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của La Mã cổ đại. Đấu trường là một cấu trúc hình elip khổng lồ với các dãy bậc thang dùng làm chỗ ngồi cho đến 50.000 khán giả tham dự. Như vậy, A là đáp án chính xác. Có 14 thí sinh đáp đúng, 12 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 12 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ xin được tổng kết số điểm của 26 thí sinh và chọn 2 thí sinh cao nhất nhì bảng là 2 thí sinh chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Chúc mừng bạn Thiên Quốc 50 điểm. Nhì bảng bước vào vòng 2, bạn Thanh Bình 50 điểm. Chúc mừng! Chào mừng quý vị các bạn đến với vòng 2 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, bạn Thiên Quốc và bạn Thanh Bình là hai người cao điểm nhất bước vào vòng 2. Xin mời Thiên Quốc hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Thanh Bạch, chào quý vị khán giả. Tôi sẽ tự giới thiệu, tôi tên là Trần Đoàn Thiên Quốc, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, tôi đã theo dõi chương trình này từ rất lâu và hôm nay được may mắn được đứng trên đây, hy vọng sẽ đạt được giải 100 triệu. Nếu như giả dụ bạn ra trường thì bạn sẽ chọn ngành nào? Dạ, chọn ngoại khoa. Tại sao ạ? Dạ, thấy nội khoa dễ kiếm tiền hơn.
Dạ tại nội khoa học bài nhiều quá, ngoại khoa thì mổ xẻ thôi, thì cứ thấy bệnh nhân thì cứ mổ xẻ, không cần học bài nhiều. Nhưng mà mổ xẻ cũng đòi hỏi sự chính xác. Dạ. Đúng không? Và cái đó còn do kinh nghiệm của nghề nghiệp mang lại nữa. Bạn đã mổ được bao nhiêu rồi? Dạ mới mổ xác à, chứ chưa mổ người. Thì ý là xác á. Dạ mới mổ có cái chân à, chưa à. Mổ thực tập. Mổ thực tập thôi. Dạ. Hy vọng rằng bạn sẽ mổ xẻ những cái cặp trong chương trình hôm nay. Xin mời thành viên thứ hai. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, anh Thanh Bạch. Tôi tên là Lê Thanh Bình, hiện là kế toán viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Thăng Long. Tôi đến với chương trình này cũng mong có một phần thưởng đem về nhà. Phần thưởng bạn mong là bao nhiêu ạ? chắc 3 triệu là đủ rồi. Bạn sẽ làm gì với 3 triệu đó? Sẽ tổ chức đi chơi cả nhà. Thưa quý vị và các bạn, hai thí sinh chiến thắng vòng thi thứ nhất bước vào vòng 2. Họ sẽ có cơ hội nhận giải thưởng cố định trị giá là 3 triệu đồng. Thưa quý vị, làm thế nào để nhận giải thưởng này? Rất đơn giản, trong vòng thời gian 5 giây đèn màu chớp lên, bấm bàn phím, ai bấm nhanh tay hơn, người đó được giải thưởng cố định 3 triệu. Cơ hội cho hai thí sinh là như nhau. Và nếu như từ chối giải thưởng cố định 3 triệu, sau này sẽ không được truy lãnh trở lại. Xin mời hai thí sinh để tay ra phía sau và chuẩn bị. Đèn từ từ tối xuống. 5 giây đèn màu chớp lên là cơ hội có thể bấm được. 5 giây bắt đầu. Hãy bấm bàn phím và chọn giải thưởng cố định. Chúc mừng anh Thanh Bình. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị và các bạn trải qua vòng thi kiến thức thứ nhất với 5 câu hỏi, bước vào vòng 2 vòng thi đối đầu. Và thí sinh Thiền Quốc đã may mắn bước vào vòng thi đặc biệt. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt. Xin chúc mừng Thiền Quốc. Thiền Quốc thân mến, vào đây bạn nghĩ gì giây phút này? Dạ em cũng vừa vui sướng mà cũng vừa lo lắng. Tại sao mà đi đôi với vui sướng là lo lắng? Dạ tại một lát không biết em về em sẽ có được 100 triệu hay là có chỉ có được 2.500 được gửi xe. Em đừng nói trước như thế, làm sao biết được vận may đang tới. Hãy chào đón nó một cách vô tư và hồn nhiên. Em hãy giới thiệu người thân cùng hỗ trợ của em cho vòng thi này. Dạ hôm nay là có mẹ em và chị họ em đến hỗ trợ. Dạ xin mời cô và chị có đôi lời giới thiệu về mình. Kính chào quý vị khán giả, chào MC Thanh Bạch. Tôi tên là Tuyết Hương, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Hôm nay trời ơi rất là sung sướng, con tôi nó được vô vòng đặc biệt để chơi. Xin quý vị khán giả ủng hộ cho con tôi. Xin cảm ơn cô Tuyết Hương. Xin chào các vị khán giả, em tên là Thanh Thúy. Rất vui được hỗ trợ cho em Thiên Quốc. Vâng, cô Hương ơi, không biết là cái nghề y mà Thiên Quốc theo là tại vì sống trong gia đình có cô theo ngành y cho nên Quốc yêu thích hay là bị cô hướng dẫn ép buộc? Dạ, cái này là cháu yêu thích á. Thấy ba với mẹ cùng bác sĩ hết rồi, cháu cũng thích ngành y. Cháu thấy ngành y là phục vụ được cho xã hội và cho người thân nữa, thành ra cháu tình nguyện đi chứ mình không ép bỏ cho được. Dạ, thế cô là nội khoa hay ngoại khoa? Dạ, thưa tôi là bác sĩ nội khoa. Dạ, đúng rồi. Thành ra là Quốc cảm thấy nội khoa phức tạp hơn nên quyết định chuyển vào ngoại khoa. Và Quốc thân mến. Và bây giờ 26 chiếc cặp với 26 giá trị tiền ở bên trong đang hiển thị trên màn hình. Những thứ tự này chỉ là xếp đặt tương đối. Còn ở cặp nào, bao nhiêu thì đây là những ẩn số, đây là sự hấp dẫn của chương trình. Chúng ta mỗi lần khám phá là sẽ thấy những thứ tự ấy hoàn toàn không giống nhau. Và bạn làm thế nào để giữ được những giá trị cao, mở nhiều cặp nhỏ để ngân hàng chào giá nhiều? Bạn muốn giữ lại cặp số 5 của bạn Kim Ngưỡng lúc ban đầu hay bạn có thể đổi bất kỳ cặp nào khác của bạn khác tùy ý? Dạ, em xin giữ lại cặp số 5 ạ.
Xin mời bạn mang cặp lên đây. Và bây giờ bạn sẽ có cơ hội mở từng đợt. Đợt đầu tiên nhiều nhất là 6 cặp, sau đó 5, 4, 3, ít dần đi. Mỗi một đợt như thế, ngân hàng sẽ chào giá. Nhớ giữ 25, 50 và 100 triệu. Càng lâu càng tốt. Đợt đầu tiên lựa chọn bắt đầu. Giờ em chọn cặp số 26 ạ. Chúng ta sẽ cùng khám phá số tiền bên trong cặp 26 là bao nhiêu. 10.000 đồng. Rất may mắn khi chọn số nhỏ mở đầu tiên. Hãy tiếp tục cảm nhận sự may mắn của mình. Chọn tiếp 5 cặp nữa. Dạ, chọn số 13. Cặp 13 bao nhiêu tiền? 1 cái thở ra trị giá 10 triệu đồng. Còn 4 cặp nữa. Dạ, chọn cặp số 10 ạ. Minh Tâm chuẩn bị. Cặp số 10, 15.000 đồng. Còn 3 cặp nữa. Dạ, chọn cặp số 20 ạ. Quân Nhi chuẩn bị. Cặp 20 có giá trị bên trong là bao nhiêu? Chúng ta cùng khám phá. 1.500.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Dạ, số 3. Phượng Quyên chuẩn bị. Cặp số 3, từ từ mở. 50 triệu đồng rồi Quốc ơi. Còn 100 triệu. Đáng ra cần phải giữ lại nhưng may còn số 100 triệu. Hãy bình tĩnh và tiếp tục mở một cặp nữa. Dạ, số 11 ạ. Cặp Thu chuẩn bị. Sẵn sàng. Kết quả bên trong 75.000 đồng. Ngân hàng Gia Định là nhà tài trợ chính của chương trình Đi Tìm Ẩn Số sẽ chào mua chiếc cặp số 5 của bạn giai đoạn này. Hãy cảm nhận sự may mắn của chúng ta trong chuyến đi. Xin chào đại diện của ngân hàng Gia Định. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Đợt đầu tiên ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 5 là 450.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận ạ. Bạn sẽ có cơ hội mở 5 cặp nữa. Cho em cho cặp số 9 ạ. Thành Tâm chuẩn bị. Giá trị của cặp số 9 bên trong là 1 triệu đồng. Tiếp tục còn 4 cặp. Và cặp số 15 ạ. Kim Liên chuẩn bị. Cặp 15 đã sẵn sàng. 2.500 đồng. Còn 3 cặp nữa. Cặp số 8 ạ. Bửu Hằng chuẩn bị. Kết quả của cặp số 8 với giá trị là 5.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Cặp số 24 ạ. Cặp 24 có kết quả bên trong là 5 triệu đồng. Không quan trọng lắm nha. Còn một cặp nữa. Dạ, cặp 19 ạ. Kết quả là 3 triệu đồng thôi. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Nói lại. Wow. Để tôi báo cho thí sinh mình. Tôi tưởng chừng khoảng. Ai ngờ ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 5 giai đoạn này là 9.500.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Sao mẹ? Theo ý của mẹ là được may mắn lên đi chơi á, là mình chơi cho đến cùng. Đó, mẹ là không chấp nhận. Bạn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em. Dù sao đó cũng là gợi ý của những người phụ nữ. Dạ, em nghe theo ạ. Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội chọn một cặp nữa. Dạ, cặp số 7.
thí sinh số 7 dự đoán. Tôi tên là Phước Thành, tôi xin đoán cặp số 7 của tôi là 4 triệu đồng. Bạn Phước Thành đoán cặp số 7 là 4 triệu đồng. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 800 ngàn đồng. Chính xác, giỏi quá ta. Số 7, chuẩn bị. 100 triệu đồng. Tại sao là như vậy? Bạn Thiên Quốc, sao bạn chọn số 7 mà không chọn số khác? Em cũng không biết nữa, chắc chắc hồi nãy em nói 15 triệu chứ gì. Mới vừa tức thì trước đây tôi hỏi em sao, em nói ước mơ thôi, giờ 15 triệu cũng được. Cho nên số 100 triệu buồn quá, bỏ ra đi. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Hồi nãy là 9 triệu rưỡi. Ngân hàng Gia Định chào mua khi cặp 100 triệu được mở ra. Bây giờ giai đoạn này là 2.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, 9 triệu rưỡi không chấp nhận thì 2 triệu rưỡi không chấp nhận luôn ạ. Một cặp nữa thôi, hãy chọn lựa. Cẩn thận, giữ lại con số 15 triệu. Dạ, cặp số 14 ạ. Vị trí 14, dự đoán. Tôi tên là Trần Thị Ly, tôi đoán cái tập này là 4 triệu. Bạn Ly thân mến, nếu bạn đúng đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 600 nghìn đồng. Bữa Khang, chuẩn bị. 25.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Bạn đã may mắn mở cặp vừa rồi, số nhỏ. Hãy tiếp tục như thế để được chào giá ngày càng cao. Alo. Cao hơn giải thưởng cố định. Xin cảm ơn. Đợt này đã lên cao hơn giải thưởng cố định 3 triệu. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 5 giai đoạn này là 3.400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? À, không chấp nhận. Không chấp nhận. Vì sao bạn không chấp nhận? Dạ, tại còn có một số bên phía trái thì chắc hy vọng 15 triệu sẽ cao. Và sau số 15 triệu thì vẫn còn số 4 triệu, mà 4 triệu thì vẫn cao hơn là 3.4 triệu. Chúng ta cùng chờ xem sự chọn lựa của bạn Thiên Quốc như thế nào với 3 chiếc cặp. Thì chọn cặp số 23. Vị trí 23 là vị trí đã rời khỏi cuộc chơi vì đã nhận giải thưởng cố định, đó là bạn Thanh Bình. Như vậy chúng ta cùng khám phá xem cặp 23 của Yến Linh. 1.250.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Bạn đã may mắn mở được một cặp nhỏ, giá cứ cao dần lên. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng chào mua chiếc cặp số 5 của bạn là 5.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Đây là giá trị cao hơn số tiền 4 triệu đồng. Nhưng nếu bạn mở ra cặp tiếp theo là 15 triệu thì số này mãi mãi là số ảo. Nhưng mở được cặp 100 ngàn đồng thì lập tức được tăng lên. Giờ em sẽ quyết định mở một cặp nữa. Không chấp nhận. Phải hết sức cẩn trọng và cảm nhận sự may mắn của mình. Chọn lựa một trong hai số 6 hay 21. Số 21. Không phải là thí sinh ngồi trên hàng ghế nữa, mà bây giờ sẽ chọn lựa khán giả ngẫu nhiên, cho khán giả có mặt trong khán phòng được vui. Nếu đoán đúng sẽ được tiền thưởng 500.000 đồng. Hai người cùng đoán một số, số tiền này chia đôi. Và bây giờ xin mời phòng máy. Khối 2, hàng 2 và ghế số 2. Tiếp tục thêm một khán giả may mắn nữa. Xin mời phòng máy.
Khối 4, hàng 1 và ghế số 1. Chúc mừng. Thưa quý vị, xin mời khán giả may mắn. Thứ nhất, dự đoán xem cặp số 21 là giá trị nào trong 3 giá trị sáng đèn trên màn hình. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Chi. Em xin đoán chiếc cặp đó trị giá 100.000 đồng. Xin cảm ơn Quỳnh Chi và xin mời khán giả thứ hai. Em tên là Dương Tiểu Mai. Em đoán cặp số 21 là 4 triệu đồng. Thử xem có ai nhận được tiền thưởng 500.000 hay không. Cặp 21 chuẩn bị. Chúc mừng bạn Mai. Tiền thưởng dành cho bạn là 500.000 đồng. Thưa quý vị, và bây giờ ngân hàng chào giá. Hai giá trị 100.000 và 15 triệu đầy kịch tính. Thưa quý vị, không phải 15 triệu và 4 triệu nữa mà 15 triệu và 100.000. Chúng tôi chờ kết quả của ngân hàng. Xin cảm ơn và xin nói lời tạm biệt. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 5. Giai đoạn này là 7.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Khó quyết định quá. Lời khuyên dành cho người mẹ thân yêu. Tôi nghĩ rằng trái tim người mẹ sẽ có một tiếng nói ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Xin mời cô Tuyết Hương. Theo ý kiến của mẹ thì coi như tới đây thì mình chấp nhận cũng được rồi con. Chiều nay mình còn đi xem kịch nữa con ơi. Quyết định của bác sĩ ngoại khoa tương lai như thế nào khi bác sĩ kinh nghiệm lâu năm nội khoa nói như vậy? Rồi em chấp nhận. Chấp nhận, chúc mừng. Tiền thưởng 7.200.000 đồng là chắc chắn của bạn, nằm trong tay bạn. Và bây giờ thì chúng tôi mời khán giả trong trường quay tiếp tục dự đoán cặp số 5 là giá trị nào? 100.000 hay 15 triệu? Xin mời phòng máy. Khối 6, hàng 4 và ghế số 2. Chúc mừng! Và chúng tôi tiếp tục dự đoán cho khán giả thứ 2. Khối 7, hàng 2 và ghế vị trí số 2. Chúc mừng. Lần này vẫn là 500.000 tiền thưởng. Nếu hai người cùng đoán một số mà đoán đúng thì tiền thưởng ấy chia đôi. Tôi tên là Lê Thị Thanh Nguyên. Tôi xin đoán chiếc cặp số 5 trị giá là 15 triệu đồng. Xin mời khán giả thứ 2. Tôi tên là Trịnh Mỹ Chi. Tôi xin đoán cặp số 5 là 100.000 đồng. Và bây giờ muốn biết cặp số 5 chính xác là bao nhiêu, chúng ta phải làm sao bằng quốc nhỉ? Dạ mời người mẫu á. Mời người mẫu số 6. Mở cặp số 6. Hoài Thương chuẩn bị. Kết quả của cặp số 6 là 100.000 đồng. Chúc mừng khán giả may mắn. Bạn có tiền thưởng 500.000. Bạn có tiếc không ạ? Dạ không ạ, 7 triệu thì trúng được rồi. Đủ ăn liên hoan rồi, không cần 15 triệu ạ. Vâng. Và bây giờ thì bạn Kim Ngưỡng sẽ cho chúng ta xem kết quả ẩn số cuối cùng của chương trình. Thưa quý vị, cuộc sống dừng lại đúng lúc là điều quan trọng. Và phiêu lưu mạo hiểm thì luôn luôn có cái giá của nó. Và sự an toàn là trên hết. Chúng tôi xin mời quý vị xem kết quả của cặp số 5 ngay sau đây. Đó là giá trị 15 triệu đồng. Trời. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút hồi hộp đầy kịch tính của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.